Sao đi đâu mà lấy chạy hay sao ấy? Đi tìm anh Giang. Đi tìm anh Giang? Vâng. Anh Giang đi đâu đấy? Đi làm. À, nhưng mà tại sao lại khóc ấy? Anh Giang đi làm. Anh ấy bảo là em ở nhà nhá, anh đi làm, anh gửi tiền về cho em và anh em trích để đóng học mua cặp sách vở. Một cặp sách vở á? Vâng. Cho cháu hỏi một tí. Ôi, sắp sắp đổ xe. À, bác có thấy thanh niên nào mà lấy ba lô là đi qua đây không? Cho cháu hỏi chú có thấy tầm có bạn trẻ con nào mà cầm ba lô đi qua đây không chú? Hôm nay cô có nhìn thấy trẻ con nào mà tầm lớn lớn hơn thằng này một tí mà cầm cái ba lô mà đi ngoài đường đây không cô? Không. Giang cho anh hỏi thì tại sao em lại đi làm đấy? Tại vì không có bố nữa là em phải đi làm kiếm tiền về nuôi hai anh em. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại với nội dung mới ở trên kênh Bản Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay thì cháu Lực có nhận được một cuộc gọi điện thoại từ mẹ của em Giang, em Trích và em Đoàn. Có nói qua với cháu Lực rằng là có nhìn thấy em Giang ở đâu không. Và cháu Lực có hỏi bảo rằng là Giang đi học hay sao chứ. Thì cô có nói với cháu Lực rằng là Giang thì sáng nay có nói là xin phép mẹ là đi làm. Đấy, rồi đi cứ nghĩ là em Giang là không đi. Nhưng mà đến buổi chiều tối này cô bác này, hiện tại thì cũng đâu đó là gần độ 5 giờ rồi, hơn 5 giờ rồi. Thì em Giang vẫn chưa có về. Thì cháu Lực xuống dưới nhà của bố mẹ con xem là tình hình của em Giang là liệu là có đi làm hay không cô bác nhá. Thời gian này thì cháu Lực cũng có xuống và chia sẻ hoàn cảnh của em bố mẹ con đấy cô bác. Thì các bác nhìn thấy là cái hoàn cảnh của bố mẹ con thì cũng khá là thuộc dạng là hộ nghèo trong thôn cô bác. Không phải là nghèo 1-2 năm mà cả nghèo rất là lâu năm rồi. Và thời gian này thì là bố của các em là cũng đi lấy cỏ đấy cô bác này, gặp tai nạn và có thể là bị ngất ở ruộng hay sao ấy, xong là cắm mặt vào cái ruộng, cái nương, thành ra là không có thở được. Và bố của các em thì hiện tại là đã mất rồi. Thì bây giờ thì xin mời các bác là cùng theo dõi hết video và cùng cháu Lực đi xuống nhà của bố mẹ con xem là tình hình Giang như thế nào các bác nhé. Rất là sợ rằng là em ấy bỏ đi làm các bác ạ. Nhà của em Giang thì là nhà của bố mẹ con đấy các bác. Thì đường thì là để đường là ở tít trên kia của các bác này. Từ trên kia đi xuống đây thì chắc là đâu đó là tầm là hơn 2 cây một chút của bác. Đấy, bây giờ thì cũng gần đến nhà của bố mẹ con rồi. Xuống cái này thì cũng khá là hoang vu các bác. Ở đây thì hầu như là ta tít bên kia thì có một ngôi nhà thôi. Xuống này thì có vẻ như là nhìn giống rất là giống em Đoàn các bác ạ. Đoàn à? Rồi. Sao đi đâu mà lấy chạy sao ấy? Đi tìm anh Giang. Đi tìm anh Giang? Vâng. Anh Giang đi đâu đấy? Đi làm. Anh Giang đi làm á? Vâng. Thế anh Giang đi lâu chưa? Đi từ sáng rồi. Đi từ sáng rồi á. Thế là sáng nay là mẹ của em là điện cho anh là lấy điện thoại của ai gọi, của người khác gọi hay là mẹ có? Mẹ lấy của người khác gọi. Mẹ xin số của người khác gọi à? Vâng. Hôm nọ thì cháu Lực có gửi số điện thoại của cháu Lực đây cô bác, là cho bố mẹ con để có công việc gì thì bố mẹ con là điện là cho cháu Lực cô bác ạ. À. Đoàn thì bây giờ thử kể lại cho anh thêm là một chút nhá. Nhưng mà khóc hay sao ấy? Vâng. Nhưng mà tại sao lại khóc ấy? Anh Giang đi làm. Anh Giang đi làm khóc á? Vâng. Thế là buổi sáng nay thì anh Giang có bảo gì với em không? Không. Anh Giang không bảo gì với em á? Vâng. Thế là đến chiều tối nay thì mày không thấy anh Giang à? Vâng. Ôi chồng là thương thế của bác ạ. Lau lau nước mắt một tí đi. Lấy cái áo lau này. Đấy. Lấy áo lau lau nước mắt một chút này. Cái này là dán cái hình gì đây? Hình xăm. Hình xăm á? Cái này mua ở đâu về? Quán.
mua quán á, thế là mua kẹo là trong kẹo có à? Ôi khóc có sao, thương quá của bác ạ. Thế là mẹ với lại em thì đi đâu rồi? Đang đi tìm anh Giang. Mẹ với lại em là đang đi tìm anh Giang á? Vâng. Mẹ với em thì đi lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi á? Vâng. Thế là vừa rồi em ở nhà là có làm gì không? Có. Có á? Vâng. Thế bây giờ là em định là đi tận đâu để tìm anh Giang? Đi tận dưới kia. Đi tận dưới kia? Vâng. Nhưng mà có đi xa không? Có ạ. Đi xa? Vâng. Bây giờ tối rồi, không cầm theo đèn pin gì hả em? À, buổi sáng nay thì anh cũng như vừa rồi anh nói với em ấy, là mẹ điện đấy, mẹ điện cho anh. Anh Giang đi làm thì có bảo với em là cái gì không? Có. Có á? Ừ. Thì anh ấy bảo là làm, bảo là bảo như nào thì kể với anh xem nào. Anh ấy bảo là em nhà nhá, anh đi làm anh gửi tiền về cho em và anh em chích để đóng hộp mua cặp sách vừa. Mua cặp sách vở á? Vâng. À, như cô bác thì cũng đã biết rồi là thời gian vừa rồi bố của các em là lao động trụ cột chính cho gia đình, như cô bác là không may là gặp tai nạn và đã mất rồi. Đấy, thành ra là Giang thì là anh cả. Đấy, hiện tại thì là nhà vẫn còn đang nợ một cái khoản là ngân hàng là rất là lớn nữa. Thế ở dưới nhà thì bây giờ là không ai ở nhà? Không. Không ai ở nhà rồi á? Không. Thế là mẹ với lại em Trích thì đi tìm rồi à? Vâng. Thế mẹ có bảo em là đi chỗ nào thì tìm không? Không ạ. Mẹ không bảo á? Vâng. Thế em tự đi hay là như nào? Em cũng tự đi ạ. Em cũng tự đi á? Vâng. Rồi thôi, lâu nước mắt một tí đi, đừng có khóc, mẹ nhớ anh quá cô bác ạ. Thế thì bây giờ anh cũng tối rồi, anh cũng không có xuống nhà của em nữa, thì hai anh em mình đi xem là anh Giang là đi đâu nhá. Tại vì là thưa cô bác ạ, là khi mà Giang đi là Giang cũng có bảo với mẹ là đi làm đúng không? Vâng. Nhưng mà mẹ cứ nghĩ là đó chỉ là đùa thôi đúng không? Vâng. Đến tối thì về mới không có gặp là anh Giang là đi về phải đi à? Vâng. Thế ở nhà thì quần áo của Giang hay là ba lô thì có ở nhà không? Không ạ. Không ở nhà á? Vâng. Thế là mới biết là anh Giang đi làm à? Vâng. Có biết là anh Giang đi tận đâu làm không? Anh Giang có từng nói với em bảo là đi đâu làm không? Không ạ. Không biết rồi à? Vâng. Thế là bây giờ em thì định là đi những chỗ nào để tìm? Đi tận dưới kia tìm ạ. Tận dưới kia? Ừ. Thế dưới kia là có nhà hàng xóm gì không, nhà anh em gì không, hay là đi cứ đi tìm thôi? Cứ đi tìm. Cứ đi tìm thôi á? Ừ. Thế là bây giờ thôi hai anh em mình nhá. Đi đi. Đang định là đi xuống cái nhà của Giang của bác ạ. Xuống nhà của bốn mẹ con. Không phải khóc nữa. Lên là từ dưới kia lên thì gặp em là hốt háo nó hoảng không bác ạ? Ở nhà là bốn mẹ con là cũng không ai có điện thoại đấy không bác? À, một tí nữa thì tình hình như thế nào đấy không bác? Thì cháu được xé liên lạc lại với lại là cái số điện thoại mà hàng xóm sáng nay là điện cho cháu Lực ấy. Cháu Lực ạ, để nói cho mẹ biết. Mẹ thì là lên trên xá trên kia tìm hay là đi những đâu có biết không? Hả? Không biết. Không biết á? Ừ. Không biết là một tí đi thì có gặp bà mẹ của các em không bác? Mong rằng là gặp mẹ các em thì sẽ biết thêm là một chút thông tin nào nữa. Còn một tí nữa thì anh với lại là đoàn lên trên kia thì có những quán nào mà anh Giang hay đi học ấy, về thì hay là ngồi ấy, thì là bảo với anh nhá. Để mình vào xong là mình dặn dò người ta là xem có nhìn thấy anh Giang không. Đấy, hoặc là một tí nữa anh Giang về hay là nhìn thấy anh Giang thì có thể điện cho anh để hai anh em mình cùng biết nhá. Đấy, không phải khóc nữa đâu, để anh cùng em đi tìm nhá. Rồi. Bây giờ thì đoàn đi trước đi. Cái trời thì cũng khá là tối rồi cô bác ạ. Thế là đoàn là ăn gì chưa em? Chưa. Còn chưa ăn gì đâu đúng không? Vâng. Nhà đi học về là chưa ăn gì à? Vâng.
Đây, một người đi là ở nhà là ba người lo của bác ạ. Đoàn này là vừa đi vừa khóc, vừa đi vừa lau nước mắt chứ. Rất là tội. Đoàn là không phải khóc nữa đâu nha. Rồi, có anh, tí nữa có anh là đi cùng. Không phải lo đâu. Ủa, chỗ này thì bị sạt lở và rất là nhiều rồi của bác này. Nó nứt rất là lớn. Đi học là đi qua đường này à? Vâng. Trời thì tối rồi, không biết là cả bây giờ là phải đi đâu tìm nữa. Chỉ có cách là đi men theo quán, xong là đi xuống cái chỗ mà người ta hay bắt xe để mà xem là Giang có ở đấy không. Tại vì là giờ này là vẫn chưa có xe chạy các bác. Tí tầm độ 9-10 giờ đêm thì nó có xe chạy. Bây giờ thì cháu Lực sẽ phải cùng em Đoàn để đi đó. Xe thì để ngay ở trên này thôi. Cái đường này là có phải là đường đi xuống ấy bắt xe không ạ? À Đoàn. Có à. Thì anh với Đoàn đi men theo cái đường này xem nào. Không được một tí nữa sẽ đi theo đường khác. Tí là tiếp tục là đi theo hướng khác. Mẹ là bây giờ vẫn em Trích là em Trích là đang vẫn đi tìm đúng không? Vâng. Thế lúc hai anh em đi học về thì Trích với lại mẹ mới đi à? Vâng. À. Đây giọng lớn như này thì không biết là phải đi đi đâu để mà tìm nữa cô bác ạ. Em mong rằng là gặp được em thôi để mà gọi em là quay về chứ, để mà cái độ tuổi của em cô bác nhá, độ tuổi của em là không có thể mà đi đi làm thì vẫn đi làm được, nhưng mà thứ nhất là em cũng sẽ không đủ tuổi để mà làm thì người ta không có tuyển. Nếu mà người ta tuyển là người ta tuyển những công việc mà rất là nặng và làm thì lương rất là thấp. Như Đoàn thì có nói với lại cháu Lực rằng là Giang là đi bảo là đi đi làm để mà lấy tiền về là nuôi các em học đấy cô bác. Cái buổi sáng nay là đi là em với lại là anh Giang là vẫn đi cùng nhau đúng không? Nhưng mà buổi sáng nay thì anh Giang đã lấy ba lô hay là lấy gì đi chưa? Chưa. Vẫn chưa lấy gì đi đâu đúng không? Bác ơi, cho cháu hỏi một tí. Sắp sắp đổ xe. Bác có thấy thanh niên nào mà lấy ba lô là đi qua đây không? Có trẻ trẻ con tầm độ được tầm độ 15 tuổi ấy. Không thấy rồi bác. Vâng vâng. Cháu cảm ơn bác nhé. Vâng. Đi men theo công đường rồi thì sẽ đi hỏi. Để hỏi xem là có ai nhìn thấy không cô bác. Tại vì là em Giang thì em ấy chỉ có là đi bộ thôi chứ em không để đi xe được. Cô này thì là nhà ở thì chắc là Giang là không có vào đâu. Chú ơi, cho cháu hỏi chú có thấy tầm có bạn trẻ con nào mà cầm ba lô đi qua đây không chú? Trẻ con. Trẻ con ấy tầm độ học tầm độ 15 tuổi. Không thấy. À. Là vẫn là chú không thấy đâu chú. Vâng, thì cháu cảm ơn nhé.
bây giờ thì ra đến đây thì khá là tối rồi cô bác ạ. Đoàn thì đói chưa? Đói rồi á. Thế thì anh cho Đoàn uống tạm một lọ sữa nhá. Xong thì anh em mình đi. Rồi đi. Để đi xuống đi. Đoàn đi xuống đi. Này, cho Đoàn là ra đây mua một lọ sữa đấy nhá. Cô đeo có sữa không cô? Có. Đoàn ăn ăn thêm bánh gì không? Không. Hả? Không. Sữa ở đâu cô? Đoàn đi lấy đi kìa, đi lấy sữa nào á. Hôm nay cô có nhìn thấy trẻ con nào mà tầm lớn lớn hơn thằng này một tí mà cầm cái ba lô mà đi đi ngoài đường đấy không cô? Không. Đó. Lấy một lọ thôi à? Hả? Lấy thêm bánh gì không? Lấy thêm bánh gì để đi ăn cùng? Hay ăn vậy, lấy một cái bánh mì nữa kìa. Này ăn đi. Ăn luôn đây xong ra đi. Ba tiền cô. 8.000. Cái thanh này bao tiền cô? 5.000. 5.000 à? Không biết là cháu cần đủ tiền không? Đây. Đây cháu một thanh thanh kia. Cháu xin đó. Ngồi ăn đi Đoàn, ngồi ăn xong đi. Không vừa được vừa đi xe vừa ăn là tí nó đổ ấy. Đấy, hiện tại thì cũng khá là tối rồi cô bác ạ bây giờ ấy. Không biết là em là đi đâu nữa. Đấy. Trên xá thì cũng đã hỏi là một vòng rồi là không thấy rồi. Cháu xin đây. Đoàn là đi học về là vẫn chưa ăn gì đâu nhỉ? Thế này đi học về là ở nhà là có làm được gì chưa? Có rồi. Có rồi à? Một người đi thôi là cả ba người là đều phải là như ông vừa tổ luôn cô bác, mỗi người là đi một nơi để mà tìm. Lần sau thì không nên mua cái kẹo rán rán kia nhá. Nha. Rồi, uống đi, uống xong sữa thì hai anh em mình đi. Đói thì thấy là run hết cả tay rồi đấy. Thế là trưa nay là mấy giờ ăn cơm? Nên là trưa nay là em một mình em ăn cơm này, em ăn cơm với ai? Em với mẹ. Em với mẹ ăn cơm à? Rất là thương em. Em ăn Đoàn thì là gầy và gầy gòm hơn nhiều các bác ạ, Đoàn đấy. Ở nhà thì chỉ có ăn nguyên rau với cỏ thôi cho nên là chất dinh dưỡng không có. Bây giờ anh em mình lại tiếp tục đi nha. Nó ăn một lót dạ một tí thôi. Cháu Lực cũng chưa có ăn cả cô bác ạ. Tiếp tục là lên xe để mà đi thôi. Tí là ở trên xá này là hết rồi đúng không bây giờ ấy? Thế thử bây giờ thì sẽ phải là đi ra chỗ xa hơn nữa, tại vì là nếu mà ở xá này thì có lẽ là mẹ các em thì đã tìm được rồi đấy, nhưng mà thấy là mẹ của các em nghe là mẹ các em là chưa có tìm được, vừa rồi thì cũng có bảo có quán thì cũng có bảo là có một là đấy có một hai mẹ con là ra tìm đấy, nhưng mà đã đi về rồi. Ở dưới kia thì có đường quốc lộ đấy các bác, đường quốc lộ thì thử là đi xuống cái đường kia xem, tại vì là cái giờ này là giờ mà xe nó chưa đi đâu. Có thể là nếu mà như em Giang là đi làm xa đấy các bác em sẽ phải là đứng ở đấy để mà chờ xe được, chứ em không đi xe máy. Đấy,
đường đi khó quá, thành ra là cháu Đức sẽ không có ghi hình nữa cô bác ạ. À, một tí nữa bác gặp là em Giang ở đâu rồi thì cháu Đức sẽ ghi hình sau. Còn nếu mà như mà không có bắt gặp em Giang, cháu Đức có thông tin nào rồi cháu Đức sẽ nói với lại cô bác anh chị là không biết. Đấy, chị có thấy thằng trẻ thằng bé bé con nào độ tầm 15 tuổi cầm cái ba lô qua đây không chị? Không thấy đâu. Không thấy à? Lấy cho em 10 quả trứng với. Đoàn hộ lấy được trứng chưa? Xuân đấy nhở? À, một tí nữa thì chắc là mua một ít đồ đấy cô bác. Đấy, cầm nhé Đoàn nhé, cầm quả trứng đi. Trứng mỗi bao tiền đấy? Đoàn có mua thêm gì không Đoàn? Hả? Mua gì không? Không mua à? Có mua kẹo hay là mua bánh không? Không mua à? Được chưa? Để vào túi đây. Đấy, để vào. Được rồi, cầm để lên trên xe đi. Đấy. Hải ra đây làm gì Hải? Chơi á, muộn đấy, không đi về sớm hơn à? Dạ? Hả? Không biết là có mở hay không nhà em ơi. Dạ? Vâng, vâng, để em đi xem một tí đã. À, muộn rồi, Hải đi về đi Hải. À, xuống đây chơi vừa thôi. Thưa cô bác, vừa rồi thì những cái chỗ nào mà người quen đấy cô bác thì cháu Lực cũng đã dặn dò là nếu mà như thấy cái thông cái thấy em Giang là bảo là người ta là điện cho cháu Lực rồi, nhưng mà từ nãy giờ là anh với Đoàn là đi hỏi là chưa ai nhìn thấy Giang cả nhà Đoàn nhỉ. Bây giờ thì cũng đâu đó là khá là muộn rồi cô bác. Đấy, ở trên xã này thì đã hỏi hết là hai xã rồi cô bác ạ, là không ai nhìn thấy cả. Và có một chỗ thì là thấy bảo là hôm chiều hôm nay độ tầm là 2 giờ đấy, có một có một em là nhìn không biết là có phải Giang hay không đấy, nhưng mà có cầm theo một cái cặp là dùng tay xách cô bác ạ, một cái ba lô là dùng tay xách là đi đi xuống như thế này. Thì có lẽ là cháu Lực nghĩ rằng là Giang là em Giang là em ấy xuống cái này để mà bắt xe các bác. Hiện tại thì là đường cháu Lực đang đi xuống các bác là đường mà cái đường mà đi xuống đường quốc lộ đây, đường xe từ huyện vào huyện thì bây giờ là khá là xa đấy các bác này. Bây giờ thì hai anh em là gần đến ra đường quốc lộ rồi các bác ạ. Đây. Có phải Giang không? Hả? Đi nào, đứng kia xem tí mình về sáng này. Từ đánh tắt đèn á. Ủa, ra đến đường đường là đường quốc lộ đường lớn rồi. Nào để anh lấy đèn một chút nào. Buổi chiều nay là đi từ mấy giờ đấy, sáng nay ấy? Đi từ 2 giờ. Đi từ 2 giờ á? Ừ. Ủa, đi bộ là ở đâu đó là 2 3 4 5 6 gần 5 tiếng đồng hồ các bác. Gần 5 tiếng đồng hồ thì mới ra đến đường quốc lộ. Đoàn thấy anh trai của mình thì có thấy mừng không? Có. Hả? Có. Có à? Ừ. Này thì hơi tối một chút của bác. Ôi dồi ôi, cầm theo một cái ba lô nữa này. Cái này thì quần áo à? Vâng. Thế là sáng này thì đi thì bảo mẹ à? Vâng. Rồi. Sao lại khóc ấy? Hả? Ừ. Có ai đánh hay là sao lại khóc ấy? Không ai đánh rồi đúng không? Cháu Lực với lại là em Giang là đa cùng với lại là em Đoàn có bác ạ. Đến đường quốc lộ lớn rồi thì mới bắt gặp là em Đoàn. Đoàn là xin ra đây một chút nào thì mới có ánh sáng nào để xem nào. Thế là định là đi tận đâu làm hả Giang? Đi xuống Hà Nội. Đi xuống Hà Nội làm á? Ừ. Nhưng mà có quen ai đấy không mà đi xuống Hà Nội làm? Trước có bạn bảo là xuống đấy làm. Đi làm á? Vâng. Đi làm nhưng mà làm công việc gì?
làm đường bê tông hộ các bác. Đi làm đường bê tông à? Ừ. À, nhưng mà Giang cho anh hỏi thì tại sao em lại đi làm đấy? Tại vì không có bố nữa là em phải đi làm kiếm tiền về nuôi hai anh em à. Nuôi hai anh em á? Nuôi em Đoàn và em Trích. À, thế là buổi sáng nay là em đi là học vào buổi sáng xong thì đến là buổi chiều thì em mới về à? Vâng. Về xong rồi em không đi học nữa à? Vâng. Thế là cầm theo là một cái ba lô này là các bác này. Ba lô này thì là trước là được bà Lệ là bà ấy gửi cho cháu Giang. Đấy. Trong này thì có quần áo là mấy bộ đấy? Tổng khoảng 2-3 bộ. 2-3 bộ á? Vâng. Thế là nhưng mà em ra đây là có người đón hay là như nào? Bạn của em ấy, bạn của em bảo là bắt xe khách ở từ huyện nào hay là như nào? Xe khách ở từ huyện vào. À, thế là bắt xe khách là từ huyện này vào đúng không? Vâng. Chứ không phải là bắt taxi đúng không? Vâng. Thế còn lên trên này thì bây giờ còn một đoạn nữa thì mới đến đường quốc lộ thì có ai lên đây đón em không? Không ạ. À, thế là bây giờ là em vẫn phải đi bộ thêm một đoạn đúng không? Vâng. Thế là xe đấy là tầm mấy giờ thì chạy qua đây? 9 giờ ạ. Tầm 9 giờ à? Vâng. Mẹ của em thì buổi sáng nay thì cũng có điện cho anh. Đấy, nghe em bảo là đi làm ấy. Bảo là đi làm, thành ra là không có biết đường nào để mà tìm nữa. Đoàn là đi là còn vừa đi là vừa khóc này em ấy. Đấy, khóc mà sưng cả mắt rồi. Thế là gặp anh trai của mình thì mừng quá hay là như nào? Mừng quá. Mừng quá. Thế bây giờ là muốn anh đi làm hay là muốn anh đi về? Muốn anh đi về. Muốn anh đi về à? Thế thì nói với anh bảo là đi, bảo là không đi làm nữa, đi về xem nào. Bảo với anh Giang bảo là không đi làm nữa. Không đi làm nữa thì về nhà. Đấy. Ở nhà thì em biết là em đi như thế thì mẹ rất là lo cho em, mẹ của em ấy. Ở nhà thì cũng không có điện thoại mà. Cái này là cái gì đây? Cái này là cái gì đây? Hả? Kim. Cái kim à? Ừ. Nhưng mà cái này là tại sao lại để kim ở đây? Ai để cho? Mẹ. Mẹ để cho à? Ừ. Thế để cho để làm gì? Không biết. Không biết à? Ừ. À. Đấy, hai anh em thì bây giờ mới gặp được nhau này các bác này. Bây giờ thì anh bảo với lại Giang nhá. Ừ. Là em không đi làm nữa nhá. Ừ. Đấy. Giang thì còn nói với, vừa rồi còn nói với các bác là muốn đi làm để mà lấy tiền về lo cho các em ăn học, đúng không? Ừ. À, thế Giang là đi làm là còn mục đích là để kiếm tiền để làm gì nữa? Còn nợ người ta lúc trước để đám ma chơi cho bố. Trước là để làm đám ma cho bố à? Ừ. À. Hôm trước thì cháu Lực cũng có vào ấy, thì cũng có mẹ các em cũng có chia sẻ các bác nói rằng là hôm nọ thì mượn là 30 triệu. Đấy, mượn để 30 triệu. Thế thế là hôm nay buổi trưa nay thì đi là có ăn cơm không? Không. Không ăn cơm á? Ừ. Thế là về nhà xong lại xách ba lô đi luôn à? Ừ. À. Thế là đến giờ thì ăn gì chưa? Chưa. Thế là đi như này thì có tiền không? Không. Không có tiền à? Ừ. Nghe là bạn em bảo là đi xuống Hà Nội thì đón ở bến xe hay là đón ở đâu? Đón ở bến xe. Là đón ở bến xe đúng không? Thế là cứ đi theo xe đấy là được xuống đến kia là bạn khác đón à? Ừ. Nhưng mà đấy là bạn em ra đón hay là cho người khác ra đón? Bạn. À. Thế là chắc là làm ở gần đấy à? Ừ. Đấy thì đằng em thì đi làm như này thì đi làm thì cũng đúng thôi, kiếm tiền thì cũng đúng đấy. Nhưng mà bây giờ đối với lại độ tuổi của em thì là đi làm nó thứ nhất là chưa đủ tuổi này, và thứ hai thì đi xuống ấy kia làm ấy thì là rất là sợ là người ta sẽ bóc lột sức lao động của em. Em đã đi xuống ấy kia lần nào chưa? Chưa. Chưa xuống lần nào đúng không? Ừ. Thế thì bây giờ hai anh em thì bây giờ là Giang là đi về nhá, không đi làm đấy nhá. Ừ. Đấy, một tí nữa có số điện thoại của bạn kia không? Có. Có đúng không? Ừ. Thế thì một tí lấy cái số điện thoại đấy để cho anh nhá. Ừ. Để cho anh xong anh điện bảo là em không đi nữa. Đấy, ở gần nhà không bạn đấy? Có. Có đúng không? Ừ. Thế thì bây giờ lên xe nhá, xong là mấy anh em mình đi về nhá. Ừ. Ờ. Ui. Xe còn yếu bình luôn cơ. Dừng lại lâu quá cô bác ạ. À. May quá gặp được em Giang rồi.
tí nữa thì cháu Lực sẽ điện cho ạ. Bây giờ thì đi đến nhà của cháu Lực đã, rồi cháu Lực sẽ điện cho các bác ạ. Thế Giang đi làm này thì là có biết là lương là bao nhiêu tiền một ngày không? Ừ. Người ta bảo là bao nhiêu tiền một ngày? 180.000 một ngày à? Ừ. Thế là 180.000 thì vị chi ra là một tháng là cũng được hơn 5 triệu. Ừ. Nhưng mà không biết là liệu là có đủ công để mà làm không nữa. Thế kia là công việc là bạn em bảo là làm công việc gì? À, là đổ bê tông ở ngoài đường hay là ở đâu? À, đi xuống bên kia thì chắc là cũng làm những công đường mà đi vào trong trong xóm gì đấy không bác? Đấy, bây giờ thì đón được Giang rồi thì là mừng rồi, cũng không ấy nữa. Còn vấn đề mà em đi làm với các bác thì các bác cũng đã biết rồi rằng là hiện tại thì là Giang thì coi như là một người anh, xong là một người bố nữa. Bây giờ thì đi về nhà anh đó nhá, bây giờ nhá. Xong thì để nếu mà một tí muộn quá thì ngủ lại nhà anh. Còn không thì nếu mà không muộn thì anh sẽ đưa em đi về. Đấy, bây giờ là ba anh em là vẫn chưa ai ăn gì đâu. Đoàn thì vừa rồi là ăn đói quá của bác ạ. Em bảo đói quá thì mua em cho một cái bánh mì, một lò sữa để ăn thôi. Còn là Giang với lại Giang thì rất là chưa ăn đâu, từ chiều rồi. Thế là chiều là cứ cầm ba lô là đi bộ này à? Thế là chiều nay là Giang là có đi vào đường vào xá không? Không, đi đường nhỏ à? Ồ, đi đường nhỏ thành ra là anh lên trên hỏi thì không ai biết. Chỉ bắt gặp là một người là ngoài đường nó hỏi là bảo là Giang, bảo là nãy thấy một thanh niên cầm ba lô đi xuống đường này. Đấy, nhưng mà thấy là đường mòn thôi. Thưa cô bác, vừa rồi thì cùng với lại là Đoàn với lại là em Giang thì là đến nhà cháu Lực rồi cô bác ạ. Bây giờ thì cũng khá là muộn rồi, chắc là bố mẹ cháu Lực là cũng ăn cơm hết rồi cô bác. Giang với Đoàn cầm mì tôm đi vào trong bếp kia đi nhá. Tí nữa để anh em mình ăn xem là còn cơm không. Ở đây thì là bố cháu Lực đang bảo một chút là tấm ván gỗ để mà làm sàn nhà các bác ạ. Chó thì lạ, nó sủa rất là kinh. Đấy, mở mở kia bác. Mở ra. Bố ơi, cắm điện đây bố ạ. Bố cắm điện ở đây ạ. Ở đây là cái khu bếp của bác ạ. Một bên là sẽ để mà nấu cám lợn. Một bên là bếp. À đây. Bố anh cắm điện một tí này. Đấy, cắm phích lên trên hả Đoàn. Đấy rồi. Đấy. Bây giờ Giang là cầm Đoàn, bây giờ là cầm đồ lên trên nhà nhé. Cất để cái trong rổ đi. Đi, đi vào nhà đi. Hai anh em thì là lần đầu là ra đến nhà cháu Lực của bác ạ. Lấy con áo để đây đó. Áo để kia đó. Ở trong bàn thì nhà cháu Lực cũng là một ngôi nhà sàn rất là đơn sơ đâu các bác ạ. Ở bên này là khu bếp, còn ra bên này là nhà. Rồi, nhà em đã xong chưa? Đi lên nhà nào. Đấy, cầm quần áo lên trên nhà đi. Chó thì lâu lắm mà không thấy các em là chó nó sủa ghê quá cô bác ạ. Đấy, hai anh em thì là lần đầu tiên là ra đến nhà anh nhỉ? Đấy, vừa rồi thì nếu mà như là đi đón em Giang là gần nhà đấy cô bác thì không ở gần nhà cháu Lực đấy cô bác ạ thì sẽ không có về đây nữa, nhưng mà gần nhà cháu Lực thì thành ra là sẽ về nhà trước đã. Hai anh em thì là chắc là ai cũng đói rồi nhỉ. Rồi,
có mở tivi xem một lúc không? À, có xem tivi không? Có. Đấy, lấy điều khiển kia kìa. Cái điều khiển đấy mà mở đấy. Mở nút đỏ đỏ kìa. Đấy rồi. Xong à, hay đấy, bấm YouTube này. Đấy, cho tiếng nhỏ nhỏ lại một tí nhá. Đấy, nhỏ nhỏ lại hết cỡ đi, bởi vì tí nó có tiếng tiếng lớn anh không quay được. Rồi. À, thường thường là hay xem phim gì? Trong này thì hiện tại là đang có rất là nhiều cái tin tức về làng nổ. Anh cho hai anh em xem là hai anh em là ở xem là hai anh em là với lại mẹ nhá. Đưa lấy điều khiển cho anh nào. Đấy. Điều khiển cho anh để anh tìm cho. Đấy, bên này là nhà hai ông cháu rồi. Ở đây thì có rất là nhiều những cái tin tức về làng nổ của bác ạ. Ở nhà thì bố mẹ cháu Lực là hay theo dõi những cái chương trình thiện nguyện này cho nên là có rất là nhiều. Nhà hai anh em thì cũng lâu lắm rồi không có ghi hình ở đây. Đấy. Đây là Đoàn hay là ai? Đoàn đúng không? Cơm với nước chè á. Ngồi nghỉ ngơi một chút ta thì ăn cơm nhá. Là mình đi đi nấu đồ gì ăn. Giờ thì cũng muộn rồi, bố mẹ cháu Lực thì ở làng thì quan cơm rất là sớm của bác. Đoàn thì là một dáng người mà rất là gầy gò của bác là em Đoàn đấy. Giang thì là lớn hơn một chút. Xin chào quý ông bà con chú anh chị. Tô một chút đã. Quý ông bà con. Đến cái đoạn mà đến nhà của các em. Đều khái mà. Cái kia là ở nhà lấy được nhiều không dạo này ấy? Là cô là đi hả? Cả lấy được một tí thôi à? Đấy là mẹ lấy hay là ai lấy? Mẹ và em lấy à? À thế là cả gia đình là lấy đúng không? Hai anh em có khát nước không? Hả? Nếu khát nước thì mở trong tủ lạnh kia là uống nhá. Ngồi nghỉ ngơi một chút rồi thì đi ăn sau. Đấy bây giờ thì Giang là không đi làm đấy nhá. Đấy, ở nhà mà lo mà học hết lớp 9 đó rồi đi đâu thì đi. Đấy, mẹ thì cũng không phải là ốm yếu quá đâu. Mẹ cũng còn đủ sức để mà nuôi được cho các em. Đấy nhưng mà không để mà làm sao mà trả được hết khoản nợ đó. Thì cứ từ từ đó nhá. Đấy. Ở nhà cháu Lực thì là vẫn còn là dài cái tấm những cái tấm ván tre này của bác này như ở nhà các em thôi. Có giống là nhà của các em không? Có. Có à? Đấy, nhưng mà nhà cháu Lực thì ở trên trên này này, cô bác trên là pro này là không bị dột, thành ra là đỡ hơn. Ở trong làng trong quê thì là ngôi nhà này thì cũng gọi là được rồi cô bác ạ. Vừa rồi các bác nhìn thấy là dưới sàn nhà đấy, bố cháu Lực đang bào ấy, bào như kiểu này này cô bác này, xong là mấy nữa sẽ giải ra. Thế giải thì sẽ không để bằng cái này nữa. Bà cháu Lực thì cũng khá là già, là đến tuổi rồi các bác. Năm nay thì được là 80, được hơn 80 tuổi rồi. Được tiền là chế độ ở bên xá rồi đấy. Hãy uống nước đi, bà cụ rót nước cho uống. Uống nước xong là đi ăn nhá. Bây giờ thì nghỉ ngơi một chút xong đi xuống cái kia nấu mì tôm ăn. À. Xem là có cơm không, có cơm thì ăn cơm, không có cơm thì ăn mì tôm nhá. Bây giờ nếu mà không muốn xem ở trên này ấy, thì là mở phim để xem nhá. Hôm nay thì là có ra muộn quá của bác ạ, thành ra là bố mẹ cháu Lực thì ăn cơm từ sớm rồi, ở quê thì ăn cơm rất là sớm của bác. Thế bây giờ thì hai anh em ăn mì tôm đi nhá. Ăn mì tôm xong thì đi ngủ, sáng mai có khi là sáng mai về sớm nhá. Rồi, hãy lấy mì tôm ăn đi. Ăn mì tôm mà trứng được các bác. Đấy, hai anh em mỗi người một bát. Đấy, nhấc để trên đấy. Đấy.
Này cầm cầm lên lán bỏ. Đấy, bà cho lực là hộ là cầm đèn là quay phim luôn cô bác ạ. Tại vì là ở trong nhà thì thật sự ra ở nhà đấy cô bác là bố mẹ cháu lực cũng dùng rất là ít bóng điện, chỉ là ở bên trong nhà một bóng này và bên ngoài dưới kia thêm là một bóng nữa. Cháu lực thì kèm theo cả tí là ớt nữa. Hai anh em là có ai ăn ớt không hả? Đấy thì bây giờ nào đoàn mời công các bạn mì tôm nào. Con mời công các bạn cơm. Rồi, nào ra nào. Con mời công các bạn cơm. Rồi, đấy. Để trí dân. Thời xưa thì cháu Lực có đi bên nước ngoài của bác ạ, xuất khẩu lao động là một thời gian. Và đâu đó là tầm độ là thời đến thời điểm hiện tại là một năm về trước rồi của bác ạ. Một năm về trước rồi. Có nhìn thấy này có sợ không? Hả? Sợ không? Có à? Trước cháu Lực có đi ra bên nước ngoài xuất khẩu lao động là một thời gian các bác ạ. Cái thời điểm năm này là năm 2021 của bác ạ. Tiếng Angola thì là đợt cháu Lực đi là đi bên Angola các bác, biết nói chuyện một chút. Hãy ăn mì tôm đi. Mẹ cháu Lực là vẫn chưa có về sao các bác ạ, biết là đã về chưa. Hai em ăn mì tôm nhá. Cháu Lực cũng xin mời là tất cả các bác là cùng ăn mì tôm, vừa ăn mì tôm là vừa xem lại những cái đặc khác mà thì trước rồi đi. Nhà là mì tôm mà có hay ăn đâu hả Đoàn? Hả? Nhà hay ăn mì tôm không? Có không? Mày thì mấy em ăn mì tôm một lát một rồi thì nếu mà sớm hơn các bác, sớm hơn thì có thể là bảo mẹ là nấu cơm lợn rồi, nhưng mà cũng không biết là giờ nào đón được em ra nữa. Bà thì suốt ngày là ở nhà có xem chống lực thua ạ. Cả bố mẹ nữa, cái chiều tối tối là xem thời sự xong, xem thời sự xong là xem được tầm một tiếng. Hay là thì nhà ông sò đâu lại đi ra Nhật Giang luôn các bác ạ. Nghe thấy mẹ của ra gọi điện đó là tôi cũng qua luôn. Có những ngày thì phải nói là chia sẻ với các bác là một chút là hầu như là có những ngày là tôi không ăn cơm chút nào không. Buổi sáng là dậy ra là ăn phẩm này, xong rồi đến buổi trưa thì ăn là bạn không đau cơm, xong rồi đến buổi tối thì bây giờ bữa hôm nay của bác này mì tôm ạ. Mì tôm thì nấu với đại gà như cháu Lực này từ xưa thì cả các em thế thôi là một cái món mà phải nói là rất là đặc biệt. Đoàn nào sau ăn mái vẫn còn nguyên bát đấy à Đoàn? Có lẽ là cái video hôm nay của bác ạ, cháu Lực cũng xin được là kết thúc ở đây thôi các bác ạ. Một tí nữa thì các em ăn cơm xong ấy, thì chắc là không có đi đâu nữa, là ngủ lại thôi.
Ở đây thì là cháu Lực thì là ngủ ra phía ở khu bên cái khu lán các bác, khu lán gọi là chuồng trâu đấy. Cháu Lực vẫn ngủ là trên chuồng trâu thôi. Còn ở đây thì là bố mẹ là ngủ, bố thì ngủ đây, còn là bà thì là ngủ bên kia, còn là mẹ của cháu Lực thì là ngủ ra tận ở phía bên kia nữa. Thanh niên cho nên là ngủ ở nhà, cho nên là buổi đêm ấy, hay lướt điện thoại ấy, thì cho là bố mẹ với lại bà là khó ngủ. Ở trên xá thì cháu Lực cũng có một cái phòng trọ đấy các bác, nhưng mà muộn quá cháu Lực cũng không có về nữa. Đây, và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những cái sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Và xin chào các bác. Hôm nay thì cháu Lực cũng xin được chia sẻ là cái video này tới đây thôi các bác ạ. Giang thì gửi một lời chào tạm biệt tới các bạn nhá. Con chào cô, các bà. Rồi, nào. Con chào cô, các bà. Rồi. Đấy, hai anh em ăn đi. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.